tuyển U23 Tây Ban Nha có thể dễ dàng tiến vào vòng knock-out với một chiến thắng dễ dàng khi họ đối đầu với đội yếu nhất bảng, tuyển U23 Cộng hòa Dominica trong kỳ thế vận hội. Trận đấu thứ hai của bảng C sẽ được diễn ra tại sân vận động Bordeaux ở Bordeaux vào thứ Bảy. Với sự chênh lệch lớn về chất lượng giữa hai đội, dự đoán cho trận đấu này là một chiến thắng dễ dàng cho tuyển U23 Tây Ban Nha. Trước vòng đấu này, đội Dominica đang đứng thứ ba trong bảng xếp hạng với một điểm và chỉ thua Ai Cập về điểm kỷ luật. Tây Ban Nha đang đứng đầu bảng xếp hạng với 3 điểm và có khoảng cách 2 điểm so với đội đứng thứ hai là tuyển U23 Ai Cập. Vì vậy, một chiến thắng ở trận này sẽ đảm bảo họ tiến vào vòng knock-out. Đội U23 Dominica đã bắt đầu với trận hòa 0-0 trước U23 Ai Cập và điều này đã gây ngạc nhiên cho một số người vì họ đã thua 0-7 trước Pháp trước khi giải đấu bắt đầu. Quay trở lại thời điểm đầu năm nay, U23 Cộng hòa Dominica đã không ghi bàn trong 3 trong 4 trận gần đây nhất của họ. Tây Ban Nha có thể tận dụng điều đó và giữ sạch lưới điều mà họ đã không làm được trong trận đấu đầu tiên. Họ đã đánh bại U23 Uzbekistan 2-1 với bàn thắng mở tỷ số của Mark Pubin ở phút thứ 28. Họ đã để thủng lưới trước khi hiệp một kết thúc, nhưng bàn thắng của Sergio Gomez ở phút thứ 62 đã đủ để mang về trọn vẹn 3 điểm. U23 Tây Ban Nha là đương kim Á quân và sẽ rất muốn đòi gương đội tuyển quốc gia, những người gần đây đã vô địch Euro. Với phong độ ghi bàn tốt của Sergio Gomez, họ có thể là ứng cử viên sáng giá ở trận đấu này để dễ dàng vượt qua Cộng hòa Dominica. Cộng hòa Dominica xứng đáng có được sự khen ngợi trong ngày ra quân ở nội dung bóng đá Nam Olympic Paris 2024 khi cầm hòa 0-0 trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là Ai Cập. Thành quả đó sẽ giúp đội bóng vùng Trung Mỹ có thêm sức mạnh tinh thần trong các trận đấu sắp tới, bao gồm cả cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở lượt trận thứ hai. Trong khi đó, các chàng trai trẻ của La Rosa thể hiện được sức mạnh với chiến thắng 2-1 trước một đại diện rất mạnh của bóng đá trẻ châu Á là Uzbekistan. Sau chức vô địch Euro 2024, Bóng đá Tây Ban Nha cũng rất quyết tâm có được huy chương vàng ở Olympic Paris 2024 và họ hoàn toàn có thể tự tin về dàn cầu thủ trẻ tài năng của La Rosa ở những trận đấu sắp tới. Xét về tương quan lực lượng và đẳng cấp, Cộng hòa Dominica khó có thể so sánh với dàn cầu thủ ngôi sao bên phía La Rosa. Tây Ban Nha không chỉ có nhiều tài năng đang là trụ cột nhiều đội bóng lớn châu Âu, mà còn nắm trong tay một tuyến giữa rất mạnh với sự xuất hiện của hai nhà đương kim vô địch Euro là Fermin Lopez và Alex Baena trong đội hình. Đây sẽ là một trận đấu mà Tây Ban Nha có thể dễ dàng áp đặt thế trận để tìm kiếm bàn thắng từ sớm. Nhiệm vụ của U23 Cộng hòa Dominica sẽ là phòng ngự số đông và tận dụng các pha phản công để hy vọng. Tuy nhiên, một khi lưới của thủ thành Xavier Vandes rung lên, sẽ rất khó để U23 Cộng hòa Dominica có thể giữ được thế trận và không loại trừ. Họ sẽ phải nhận một thất bại với tỷ số cách biệt. Xét về tương quan lực lượng và đẳng cấp, Cộng hòa Dominica khó có thể so sánh với dàn cầu thủ ngôi sao bên phía La Rosa. Tây Ban Nha không chỉ có nhiều tài năng đang là trụ cột nhiều đội bóng lớn châu Âu, mà còn nắm trong tay một tuyến giữa rất mạnh với sự xuất hiện của hai nhà đương kim vô địch Euro là Fermin Lopez và Alex Baena trong đội hình. Đây sẽ là một trận đấu mà U23 Tây Ban Nha có thể dễ dàng áp đặt thế trận để tìm kiếm bàn thắng từ sớm. Nhiệm vụ của Cộng hòa Dominica sẽ là phòng ngự số đông và tận dụng các pha phản công để hy vọng. Tuy nhiên, một khi lưới của thủ thành Xavier Vandes rung lên, sẽ rất khó để Cộng hòa Dominica có thể giữ được thế trận và không loại trừ. Họ sẽ phải nhận một thất bại với tỷ số cách biệt. Ở lượt đấu thứ hai, đội tuyển xứ bò tót chỉ phải đối đầu với U23 Cộng hòa Dominican, đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều về đẳng cấp cũng như danh tiếng. Việc giành chọn 3 điểm là điều trong tầm tay U23 Tây Ban Nha và đây là cơ hội để họ có quyền xem xét các đối thủ ở bảng đấu khác để đưa ra lựa chọn ở vòng tứ kết. Với U23 Cộng hòa Dominican, đội tuyển tới từ khu vực Caribe đã xuất sắc có được một điểm trong ngày ra quân khi cầm hòa U23 Ấn Độ, trong lần đầu tiên tham dự giải đấu danh giá các cầu thủ Cộng hòa Dominican chắc chắn không muốn rời cuộc chơi sớm và nhiều khả năng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Đường Kim Á quân. Nếu như có điểm trước đối thủ, U23 Cộng hòa Dominican sẽ có nhiều cơ hội để vượt qua vòng bảng khi có trận chung kết với U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối, qua đó viết nên kỳ tích trong lần đầu tham dự. Tuy nhiên, trước mắt các cầu thủ sẽ phải tập trung cao độ để có được sự chuẩn bị tốt nhất trong cuộc đối đầu với U23 Tây Ban Nha. Trong 5 trận gần nhất, Tây Ban Nha ghi được 10 bàn thắng, trung bình mỗi trận có được hai pha lập công. Trong khi đó, U23 Cộng hòa Dominican chỉ ghi được 3 bàn thắng, nhưng đã phải nhận đến 13 bàn thua. Với hàng công sắc sảo của Tây Ban Nha và hàng thủ không được đánh giá cao của Cộng hòa Dominican, cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng được ghi, và việc có được ít nhất 2 bàn thắng có lẽ là điều không quá ngạc nhiên. Trong trận gia quân, U23 Tây Ban Nha đã tấn công như vũ bão trong 45 phút đầu tiên và có được thành quả là pha lập công của Mark Cuban. Với mục tiêu sớm giành vé đi tiếp, La Rosa nhiều khả năng sẽ không ngần ngại đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng sớm, và điều này sẽ khiến U23 Cộng hòa Dominican có cụm phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công như những gì U23 Uzbekistan đã làm. Chính vì vậy, bàn thắng nhiều khả năng sẽ được ghi trong hiệp một để tạo nên một trận đấu hấp dẫn.